Theo UBS, khoảng cách về lợi nhuận doanh nghiệp giữa châu Âu và Mỹ lên mức cao nhất trong vòng 25 năm. Tuy nhiên, UBS cũng cho rằng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của châu Âu sẽ hồi phục bằng mức trước khủng hoảng. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của các doanh nghiệp châu Âu thấp hơn mức cao nhất hồi thời tiền khủng hoảng năm 2007 là 25%, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của các doanh nghiệp Mỹ cao hơn mức tiền khủng hoảng là 20%. Theo chuyên gia phân tích Karen O'Neill từ UBS, châu Âu có thể đạt mức lợi nhuận đỉnh cao một lần nữa vào năm 2016, trong khi một số nhà phân tích lại cho rằng Eurozone sẽ rơi vào suy thoái kiểu Nhật Bản. UBS dự đoán tăng trưởng lợi nhuận năm nay của chỉ số Stoxx 600 của châu Âu là 3% và 8% cho các năm 2014, 2015 và 2016. Theo bà Karen O'Neill, tình hình kinh tế khả quan của châu Âu sẽ giúp các công ty tạo ra những bất ngờ đối với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Cô phải nói đến một yếu tố khác giúp thị trường chứng khoán châu Âu hồi phục bắt đầu từ năm ngoái là lời tuyên bố của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi. Ông này cho biết sẽ làm bất cứ điều gì để cứu đồng euro. Tuy nhiên, UBS cũng nhận định là chỉ số PE các cổ phiếu châu Âu sẽ giảm xuống mức 8,8 để hấp dẫn nhà đầu tư hơn. Nếu ở mức đó thì các cổ phiếu châu Âu coi như sẽ giảm giá 35%.